tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình nhé. Mình là Thính Cấu Lục đây. Mình đang làm lăng xê cho anh em này. Đó, vừa rồi nhập hàng. Cong đít lên. Sắp chỉ còn khoảng tầm dăm hôm nữa là mình sẽ làm xong. Hôm nay thì mình sẽ đi câu. Mình trộn một ổ lục và một ổ lăng xê. Dự định thì đi xuống cái hồ 200.000 câu. Lăng xê thì nếu mà mình xem vắng người thì mình sẽ câu. Còn nếu mà đông thì mình sẽ chuyển vị trí. Đổi hồ. Lại xuống hồ 100 thôi. Ngồi cả ngày. Mình đi câu buổi chiều nhé. Ở cái mình vừa nghĩ ra một cái ở cái mấy hôm một hai hôm nữa thì mình sẽ có cái video mình hướng dẫn anh em tìm cái cách hướng dẫn anh em cái cách tìm video trên kênh của mình nhanh nhất. Tại vì rất nhiều chia là nhiều anh em hỏi và khó khăn trong cái việc tìm video thì mình sẽ video sau thì mình sẽ hướng dẫn. Đấy, lăng xê mình đang làm. Chút nữa đây thì mình sẽ cho anh em xem một cái cực kỳ nguy hiểm. Anh em thấy nguy hiểm chưa? Đó, lăng xê cực kỳ nguy hiểm và một cái này nguy hiểm hơn anh em. Lăng xê tôi đang làm cho anh em. Đó. Cái này mới là cái nguy hiểm này. Đó. Cực kỳ nguy hiểm. Đó, lăng xê tôi đấy anh em. Đi câu hồ 2 lít mà mang lăng xê theo nó mới gấu chứ. Ok, xuống hồ mình quay phim tiếp. Gặp hai cao thủ ở câu đài này. Ok, anh em nhé, hôm nay ở cái hồ câu 200 thì rất chi là đông người, nếu mà mình ngồi thì sẽ không ném được lăng xê, nên là mình lại chuyển xuống cái hồ mọi khi 100.000 ngồi cả ngày. Hồ này thì cá nó không to, cá nhỏ thôi. Tôi hy vọng là sẽ vớ được một vài con cá trôi, nó tầm hơn 1 cân thì mang về kho. Rất muốn là thử ngồi ở cái hồ 200 xong là ngồi đánh lăng xê. Dính nhá. À thôi. Rô phi con, giật cho nó bung đi.
trước cổng trường thì phải đến nửa năm rồi này. Hơn nhà nó cũng còn cả ly nào đó. Còn thì cũng còn, làm sao mà hết được anh. Cả nó giờ nó ồn, nó không quét. Kiếm cá rồi, đã ngon rồi. Kinh khủng tởm thế mà còn bung. Đó, giấy nhỏ. Quá. Bây giờ thịt lợn nó đang bị run sán đi bắt tạp cá. Đau lắm, tin nhắn thế. 5 giờ rồi anh em, hai bạn kia vừa về xong thì mình lấy ngay cái chỗ mọi khi mình hay câu. Hai bạn em vừa về xong thì mình chiếm luôn chỗ này. Đó, vừa lôi lên rồi vụt lại xong. Đấy, cá quậy đấy. Rô phi quậy đấy. Vâng anh em, lại vừa dính này, nhưng mà toàn là cá nhỏ này. Anh em nhìn này. Kéo thì may ra thì được 5 lạng. Đấy, con này là con thứ hai rồi, bong một con chép cũng chỉ khoảng tầm 5 lạng thôi. Con này là đúng ra con này là con thứ ba rồi. Được 1 tiếng 10 phút rồi, một cần. Con kia bung thì không tính rồi, con này con thứ hai thì con cá chim. Cá nhỏ quá tôi không buồn quay. Nếu mà đến tối mà có con cá nào to ấy, thì mình sẽ quay phim. Còn nếu mà cứ nhỏ nhỏ này thôi, lúc nào về thì mình quay anh em xem nhé. Bởi vì nó chả có cái gì cả. Đó, anh em coi này, lại dính này. Nhìn cái cần câu nó giật giật này. Nhưng mà cá đây nó không phải là cá to rồi. Bởi vì nếu mà cá to thì nó sẽ lôi cần. Anh em nhìn này. Đó. Nhìn nó giật chưa? Đó. Nhìn nó giật cần này.
cá đóng lăng xê này đó. Giật cần tưng 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 này, chắc lại cá chim hoặc cá trôi nhỏ thôi, cá to thì nó lôi một phát phần ngay. Ok, để tôi lôi thử lên cho anh em xem nhé. Đó, anh em nhìn này, cá chim, cá chim. Đó, khi mà được cá thì có một cục mồi chuẩn bị sẵn, anh em cứ thế vụt ra thôi. Đó, cá nhỏ chán không buồn quay à, lúc nào về thì nếu mà được con to hoặc là được thì mình sẽ quay, còn nếu mà con nhỏ như này thì thôi lúc về thì mình sẽ quay. Đấy anh em nhìn cái bộ lăng xê mình bán cho anh em này, đóng thì thôi rồi phê rồi, khi về thì mình sẽ quay hoặc là có con to mình sẽ quay, chứ cá nhỏ như này quay nó cũng không hấp dẫn lắm. Chào anh em, đây hôm nay được có 5 con này, cá nhỏ quá, được hai con cá vược, ba con cá chim. À, bây giờ mới có 7 giờ 25 phút thôi, thì mình câu xem là nó rơi vào khoảng 2 tiếng rưỡi. Hôm nay cá không ăn mấy và cá hiện nay rất chi là nhỏ, nên là ví dụ như kiểu nó dính một hai con trôi cơ thì mình còn câu tiếp, nhưng mà đây không thấy có trôi, toàn là vược mấy cả cá chim mà nó lại không to, thế là mình không câu nữa, mình đi về đánh cả lục cả liếc. Cuối cùng này, cuối cùng này thì xuống đến nơi thì lại câu mỗi lăng xê. Ai, cá nhỏ quá, hôm nay đi câu thất bại anh em nhé, dính cho toàn lăng xê thôi, hôm nay dính chim nhưng mà cũng không bị đứt cái lưới nào cả, may nó cũng chưa cắn thôi, gọi là tạm móm. Bây giờ thịt lợn đang có dịch thì anh em ta chuyển sang ăn cá vậy. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở các cái video sau.